Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Mình là Nobita. Cái video ngày hôm nay mình sẽ chơi map trở thành lão làng trong Minecraft BE. Thì ok, và nếu các bạn thích cái video này, đừng quên để một like, một subscribe, chia sẻ video ủng hộ mình. Rồi ok, đủ rồi, nói đủ rồi. Ok thì map này, cái map của chúng ta. Đây là cái map trở thành lão làng trong Minecraft BE. Ok, đang load map thì phải. Ồ, hình như nó không lấy tên. Nó không lấy tên tiếng Việt. Nó lấy tiếng Anh. This you gì đó. Oh. Cục này cục gì vậy? Oh, sệt. Cục gì vậy các bạn? Lỗi map chắc luôn. Ôi, cái cục này nhiều vô số kể. Oh. Lỗi map rồi. Ok, mình qua sáng tạo dẹp mấy cái đống đó rồi. Ok, mấy cái rương vậy. Chắc là cái gì chú. Chú gì nhờ. Ok, map này là do anh Buron Sayaki, một thành viên nổi tiếng trong team Uplub của anh Up Banana. Anh ấy là một người YouTuber về Minecraft PC. Ok, đọc cái chiếc map nữa mà xem. Mình không thích đọc. Ok thì cái gì đây? Đục quy luật map trước khi chơi. Rồi mất về quý dễ bị hư. Ok. Bật. What? What the fuck? Chả có gì cả. Ok, đây có em lừa nè. Một em lừa. Thông điếp mày này. Lên. Thông ôi, cái con này đi đâu vậy? Mất rồi. Cái con này sẽ đói sắp chết rồi. Mình thử nó luôn. Ok thì đây là cái nhà đầu tiên của chúng ta khi chơi Minecraft. Thì nhà các bạn mới chơi, các bạn xây nhà bằng đất là phải rồi. Ok, ngày xưa mình cũng vậy. Ngày xưa khi mình chơi Minecraft mình cũng ngày xưa thì mình cũng xây nhà đất như thế này thôi. Nhưng mà có điều mình không có cái cục này. Bị lỗi map chỗ này nè các bạn. Tuy nhiên có cái cục này. Thật sự thì cái này là cục đất phát sáng đây. Buổi tối có này mà các bạn chơi. Ok thì là mình nghĩ là cái giường. Cái giường. Ok cái gì vậy? Cái gì vậy nhờ? Bỏ đi. Ok đây là cái quái gì thế? Ok chắc cái tủ lạnh này. Mở tủ lạnh rồi. Rồi mà grab vào tủ lạnh. Chắc cái bô để ỉa nè. Ok, dám nói với tàu gì là không lấy gỗ khi chơi sinh tồn không? Không. Mày không dám nói với tàu như vậy. Vì mày đâu có ngu. Oh shit. Có một con creeper đằng kia kìa. What the hell. Ok, mình sẽ lấy gỗ. Có một em zombie. Mình kiếm mày có hạt cái cây nào không? Mấy giống nó trồng. Ok có cái cây rồi. Thì ta cứ đi đập cây la này và ngừng không nghĩ. Ok hình như lâu rồi mình không ra video mới. Nó lâu rồi là một lần. Có lẽ như vậy sẽ hay hơn. Ok rồi. Vịt sải. Ok trồng sao nè. Rồi. Mình sẽ đi tìm chỗ trống trống. Mình trồng bớt mấy cây này. Ok. Mình là cao thủ sinh tồn mà. Mình từng ra một xe sinh tồn thì chỉ sinh tồn mà trong cái game này thì mình chỉ bình thường.
Rồi. Ok. Mình làm cái này. Khoan. Mình coi như đây gỗ chắc đủ là một cái rương các bạn. Quách đợi hờ. Rồi. Mình sẽ đặt cái rương ở trên này. Để lát mình có đi chiến đấu với bọn zombie này nọ mà có chết đó thì đồ vẫn còn đó các bạn. Ok, mình chỉ đem mấy cái này thôi. Oh shit. Thì kiếm mình còn mình kiếm mình còn còn gà nên xài đỡ kiếm gỗ vậy. Có cây nào mọc chưa ta? Chưa. Rồi, sẵn sàng vô anh em ơi. Mày 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 chết mà rồi con ơi. Mất đồ hỏi cái gì vậy? Có con creeper đằng kia không? Cô Văn có thấy không? Oh shit, oh shit. Mày chạy. Mày chạy. Con creeper nó có tên thì phải. Mày chạy. Mày chạy. Ồ chết rồi. Chết ba nữa rồi, còn đâu nữa. Trong này còn con gì không ta? Mình nghi quá. Nó có chữ nè. Hả? Chữ gì? Cửa màu trắng. Trời, cửa sắt mà nó kêu cửa màu trắng kìa. Vật sải, vải xịt. Với con cồn này cũng chả có gì. What the hỡi sao vậy? Ok. Cái nhà gỗ, cái nhà tiếp theo chúng ta là hệ nhà bằng bằng đất các bạn ạ. Cô bóp quá. Bằng thật cái con cồn này các bạn. Ô, mình có cái này. Ăn được không? Vãi xịt. Tao cho mày ăn chứ tao không có rồi. Cái này chắc là chuồng chuồng của mình hay là sao ta? Yếu. Ok, là cái nhà tiếp theo của chúng ta không phải nhà đất nữa các bạn, là một cái nhà bằng gỗ có kính. Để coi trong rương có gì không. Vãi. Oh shit. Sau một vài tháng chơi chơi game mình đã pro hơn xưa. Buổi tối có thể về ngủ ok. Mình kêu cái hang. Mình sẽ lấy trời ơi. Coi đó. Các bạn coi được đó. Trời ơi, nó cao kẹt kìa. Cho tôi có mấy miếng đồ hà. Đủ xài. Nè, các bạn nhìn tôi nè. Trời ơi, dấp xích trời ơi, bận lo đồ loang lổ. Gớm vãi. Đổi lại một nhìn. Ok. Đi nè. Nên nè, nên nè, nên nè, nên nên nóc nha, nè, nên nóc nha. Gì vậy? Chữ gì vậy? Chữ gì vậy? Ok, mình cần một số than ở đây đúng không? Ôi, hình như trời đang chiều chiều rồi các bạn. Chiều chiều rồi. Ok, mình sẽ về cái nhà ban đầu của mình. Cái nhà lúc nãy á. Ấy! Ok, mình nghĩ mình có làm một cái bàn đạp ở đây rồi. Vãi sạch. Buồn ghê cơ. Ok, tối là mình sẽ ngủ ở đây một lát. Chưa ngủ được nữa hả? Đóng cửa lại thì lịch sự à. Tối là mình ngủ đóng cửa lại. Ok, nhà này nó chỗ này phải bằng gỗ cũng mới đẹp. Cái nhà này mình build xấu quá. Rồi mình ngủ rồi các ơi. Ok. Mình thức rồi. Và bây giờ thì thật sự cái lực mob không phải là như vậy. Mà tại vì mình thích thì mình làm thôi. Ok. Ở đây mọc cây rồi nào vậy? Lấy luôn. Thì mình về chủ yếu là mình để mình lấy gỗ thôi các bạn. Mình lấy thêm gỗ. Mấy bạn thấy đó, mình sinh tồn rất là pro á. Không phải ai cũng sinh tồn pro như mình đâu. Mọi người là chơi pro hết 9 người rồi.
còn lại chỉ là núp với các bạn mới chơi thôi. Thật sự Minecraft chơi rất dễ các bạn. Mình chưa thấy game nào dễ như game Minecraft chúng ta. Ngoài trừ những game dễ ơi dễ dành cho các bé. Chúng tôi thấy các bạn ơi. Ok, mình lấy lá mình trồng tiếp. Mình đem đi ra, là mình đem ra kia mình trồng luôn. Để đi về xa quá các bạn. Rồi ngủ giấc kia xong cái ôi trong Minecraft đúng là nó không có được thật, tại vì các bạn biết đó, thời gian nó trôi nhanh quá. Ok này, nó ra cây luôn rồi nè. Oh em gà, nó ra em gà. Oh shit, sau một ngày trống vắng yêu thương để mang tốn ơi, hai con luôn. Fuck you cái con này. Ghê thiệt. Nhưng mà cái mà sinh tồn ở mức đó đó các bạn. Ok, mình có thịt thối nè, mình lấy thịt thối mình đặt. Rồi, đây con không có bác villager ha. Villager dân làng. Thì cái này một lát nó sẽ tự rớt. Nhưng mà mình thích mình tự đập hơn. Đó. Ok, này nó tự rớt đi. Rồi ok. Thì giờ mình sẽ đi về cái phía đằng kia. Ở nhà mình hiện tại. Đó, bây giờ nghĩ là mình phải chế đồng cái gì đó gọi là cái cúp. Đây. Cho mình một cái cúp bằng đá các bạn. Đây là cúp đá, chúng ta có thể đi lấy một ít than này nọ. Mình chừa chỗ một chút. Ok. Oh shit. Ok, ở đây có một số than nè. Oh, có sắt nữa. Cái sắt này các bạn. Ok, than hơi nhiều. Ok, với cái mấy cái sắt mình sẽ làm gì ta? Mới có cái quy định gì chứ. Ok. Ồ, đây còn sắt nè. Nó nhìn không kỹ là sẽ bị hố ngay. Thì mình một thằng gà mới rác rồi. Mình chơi sinh tồn cái này. Nếu mình hoàn thành được cái bát này xong thì mình sẽ rộ hơn. Ok, mình sẽ than đâu rồi. What the fuck rồi. Đá là cái này đúng không? Rồi, ok, sáng bừng ngọn lửa. Chú gì? Chú gì vậy các bạn? Chú gì vậy? Ồ, ngôi nhà vẫn vậy. Trong rương vẫn vậy, chả có gì. Ồ, chính ra ngôi nhà mà nó cười hôm xưa. Trong cái đằng kia chắc chắn là có cái gì đó rất là nguy hiểm. Mình phải làm cái gì đó đây các bạn. Khá là nguy hiểm rồi. Bây giờ thì mình cần nướng một số thịt để mình ăn đúng không? Còn ăn không ta? Ok, ở đây mình còn than nè. Mình không thấy. Một số đá luôn đi các bạn. Oh shit, bị lắc tự đi luôn. Phải rồi, ok. Đợi nữa. Đợi vô. Đủ đá, đủ cái này rồi. Mình sẽ bỏ cái này vô. Rồi, đi thôi. Mình có để đằng kia không ta? Cái ngôi nhà này, nếu mình có để đồn không? Nhưng mà xem. Ok. Và chả có gì.
Anh chưa có em. Ok, thấy cái này chín rồi. Lấy đồ ra các bạn ơi. Lấy đồ ra, nếu được mình sẽ chơi luôn cái này. Mình không thích. Ok, nơi kia là một nơi rất là nguy hiểm. Có thể mình sẽ ngẫm củ tỏi ở ngoài đây, ở nơi đó. Nên là mình sẽ để đồ ở đây. Tại vì không biết chuyện có thể xảy ra với mình cả. Rất là nguy hiểm các bạn. Có thể sau trận đấu này mình sẽ không trở về. Thế rồi thôi. Ok, mình sẽ cất đồ. Tại vì đằng kia nó quẳng nghe đó. Tiếng scare đồ dữ lắm. Bọn scare leton. Nghe có cái tiếng zombie á. Có creeper chắc ngẫm liền. Cái mình có khoảng 5 cái làm gì. Cái này á. Chắc cái này quá. Ok. Ôi mình có nốt mình đang mặc. Cái này thì cởi cái này ra. Mang cái này vô. Ok, giáp được tăng hơn. Hãy chứng tỏ sự thông minh để không bị sát thương. À, thì ra là bọn mày. Đâu rồi, đâu rồi. Oh shit. Vãi. Oh. Con này nó dữ quá. Nó dữ quá các bạn ơi. Ôi ôi shit, ôi shit. Ôi shit, ôi shit. Ôi shit, ôi shit. Mày. Mày. Oh. Mày. Mày. Nó dữ quá các bạn ơi. Nó dữ quá. Oh. Oh fuck you. Nó dữ quá, nó dữ quá. Oh shit. Mình là Nobita. Mà nó còn dám bắn. Nó không biết. Mình là cowboy. Mình là cowboy điểm xả. Này nữa. Này nữa. Này nữa. Ok. Chết hết mình đánh rồi. Mình hiểu mất rồi thôi. Ok, nó cũng bắn mình học bao nhiêu phát á nhờ. Cũng đâu có ít gì mấy. Hả? Một con bò. Ồ, em bò dễ thương quá. Mày chạy ha, tao giết mày lắm. Út mày có một cái mà mày dám chạy ha con. Mày là Jenny à. Ok. Wow, một cái biệt thự. Và căn nhà tiếp theo mình sống. Đã có cả zombie mèn đấy ạ. Zombie mèn nó ra đây. Ok, thì cái là coi là cái nơi mình ngồi mình học bài là cái bàn vít tông, vít tông thường các bạn. Ok, thì đây là cái nơi đường lên cầu thang nhà của nhà mình. Bạn có thể thấy đó, đây là cái nơi đường lên cầu thang. À, có cái giường nhà mình và vợ mình ngủ. Tôi thôi, mình nằm với cái vợ. Wow. Ok, để qua đây. Ok, có đá vàng ở đây các bạn. Mình thì đã được nâng lên nơi gọi là giáp sắt rồi. Ok, mình nghĩ là mình cần gì cái nhà cũ lúc nãy đó, lấy một ít đồ các bạn ơi. Cái nhà cũ lúc nãy mình để rương cái nhà này đúng không? Dục đồ ra mình lụm. Mình sẽ để nhà kia. Đi thôi. Thanh niên hiện tại đã xài tới đồ sắt mà. Thanh niên bên ta vẫn xài là đồ gỗ. Ok, thì mình đi ngủ trước thôi. Chiều rồi. Phải, vẫn chưa ngủ được. Số cái không cần thiết rồi sao ở dưới đây. Thì cung tên này nọ thì mình vẫn sẽ để ngoài. Tại vì nó rất là cần thiết cho mình. Ok, mình chế tạo. Có tóc vàng nè. Có cục đá. Ok, tối rồi ngủ. Ok, ba. Mình thức rồi. Để coi gì đây. Chạm vô đây. Trái nhà không chữa nhiễm. Bó đạo phái. Ô, cái nhà không chữa nhiễm thì nào giống đốt nhờ. Bỏ đi. Ok.
ở đây là một cái gọi là cổng nether, và sau đó mình đã đi tạo được cổng netherrack rồi. Ok, cái thằng này làm gì nó vậy nè. Ô thịt bố mình thịt hết bên đây. Ô nhiều có thú nè. Chết hết rồi con ơi, mình phải đi về thôi, để công an như vậy mình bắt mình nữa. Ô chúng mặt vãi xịt. Ở đây là mình đã ôi làm gì tao, làm gì tao chết hết á, nghe không? Để ăn vãi vãi xịt. Đập ra hết rồi. Ok. Vãi mất hết đồ rồi. Oh my god. Oh shit. Vãi mất luôn tất cả các đồ. Oh shit. 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 Oh nè, con này là con gì nè, con quỷ lửa ở dưới tiếng Anh gọi là gì mất tiêu rồi. Các bạn ơi, mình vừa qua sáng tạo và lấy là những đồ mình đã có. Các bạn ơi, quỷ lửa bình thường thôi mà bố chắc hết đó. Mình có tóc vàng đúng không? Ô nên là đợi nè. Wow, và sau đó mình đã lên tới gọi là đỉnh cao của phong độ. Mình đã tới được gọi là giác kim cương các bạn. Ok, mình xem mình có đồ gì không. Lát chết mất ổn độ lắm. Một số đồ mình sẽ chết. Mình sắp chết rồi. Có một số đồ. Ok, cái này nên để đi. Cái này cũng mấy cái này cũng nên để các bạn. Rồi. Đồ sắt ở đây đúng không? Mình dẹp đồ sắt vô các bạn ơi. Rồi, và hiện tại thì mình đã lên tới gọi là đỉnh cao phong độ giác kim cương. Và mình đã xuống tới gọi là The End. Hỏi gì đây, chữ gì vậy? Chắc là chữ xuống tới The End. Cục hát điện thoại gì ở ngay chỗ The End trời. Ô mình nghe tiếng con soccer. Đúng rồi. Nó kia. Fuck. Bố đánh rồi. Nó đâu rồi. Fuck you con. Con gì nhỉ? Có tên gì nhỉ? Con gì ta? Nó đâu rồi các bạn? Shit. Nó đâu vậy? Ok, chắc nó chết rồi đó các bạn. Ôi, năm gì là Phật, mình chết sớm quá. Không các bạn. Thì nó ở đâu? Con Joker. Nó là con Joker gì ta? Nó ở đâu vậy ta? Ai? Ở đâu vậy ta ơi? Mình đi đào cái này, mình đi lên. Đồ tí thôi, cái đào cái đó chắc tới mai á. Mình sẽ đi bắt cua. Cái này gọi là bắt cua các bạn. Bắt cua. Ok, mình đã có cung và tên. Một cái bánh kem để thưởng cho mình rồi. Thank you nha. Cái này phải. Cái gì nhỉ? Mình đọc xem. Chữ gì ta? Thôi bỏ đi, chắc là một cái chữ thưởng rồi mà. Mình không cần. Và đây chính là trái chuối. Trái chuối các bạn ạ. Nghĩa là trái chuối của chúng ta. Ở bên kia có cái gì đó. Các bạn ơi các bạn, bạn thấy gì đâu? Một cái nút. Nút gì ta?
gì vậy? Ơ ở đằng ngay chỗ cái kia mở cửa rồi. Giờ mình đã được mình đã qua sáng tạo, mình sẽ đi tìm xem con Joker ở đâu. Joker gì đó, cái con gì có cơ mất tiêu rồi. Ok và mình cũng chả thấy nó đâu các bạn. Ok, mình sẽ truy lùng nó. À, thì ra mày ngoài đây. Joker hả? Mày nghĩ nó không bắn được mình các bạn. Chết ngắt con ạ. Ok. Và mình đã hoàn thành xong cái móc này. Có hai cửa. Vinh hoang, ok. Ok, mình sẽ đọc. Chúc mừng bạn đã hoàn thành map của Uppu. Ủa? Upluff à? Upluff và OH là gì vậy? Còn cái này. À, club. Club. Gì? Club đây là một map được làm bởi Upburon và cái gì nhỉ? Chả biết nữa. Ok, cái này chữ hơi nhiều rồi. Ô, mình làm tầm này. Rồi. Và 122. Đừng quên tải map ủng hộ channel của mình. Ok. Quên đừng quên ủng hộ channel của mình nha. Và của mình để cảm ơn các bạn map Remakia by Kappa 122 gì đó. Ok, cái này là sự build rất là cực. Năm mới chúc năm mới chúc mọi người cả năm an toàn và mình đọc đúng không ta? Bỏ đi. Chứ cái gì vậy? Nhớ like, subscribe và sub và subscribe share channel mình nhé. Tiếp tục nào các bạn ơi, trên này là chữ gì ta? À, tên map cái này up banana. Ok, anh up chuối. Ok, mình không đâu khóa to rồi. Cuộc hành trình của các bạn rút ra được bài học gì? Còn riêng mình đã học được một gì một cái gì quan niệm rằng gì quan niệm rằng gì ai cũng bắt đầu từ con số 0 và không ai là hoàn hảo cả. Đúng rồi, vì thế chơi Minecraft giỏi hay không là nhờ vào việc gì việc và tiếp thu. Ok, thôi mình đọc tới đây thôi, mấy cái chữ ở dưới các bạn tự đọc nè, đó. Ok, thì video của mình đã kết thúc. Đây là tên của thành viên đúng không? Trong tiểu lớp là ấp mát. Ớp gì? Zero. Ớp Chani. Ớp gì? Ớp kiểu gì? Ớp Dung hả? Ớp. Ớp. Gumball rồi, ok. Bye các bạn.